Nó được phát sóng trực tiếp từ Colorado đầy nắng, ấm áp, luôn ấm áp, luôn có nắng. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2023 và tôi muốn làm một video nói về một chủ đề gần gũi và thân thương trong trái tim tôi đó là điều gì đó tác động đến từng người một điều thực sự khó giải quyết thật không may nó đang gây ra thiệt hại to lớn ở hoa kỳ và hãy để tôi chia sẻ màn hình của mình thật nhanh có một dòng thuyết khiến tôi phải suy nghĩ nó ồ oh, đây là từ gary golden một trong những thành viên các dano trong cộng đồng một chàng trai tốt và anh ấy nói rủi ro số một của các dano là sắc cảm thấy cần phải bình luận về tình hình chính trị lộn xộn. Anh ấy không phải là các Dano, nhưng đối với các nhà lãnh đạo không thuộc lĩnh vực crypto, anh ấy là các Dano. Bất kể anh ấy có thể trung lập hay nguyên tắc như thế nào hoặc nghĩ như thế nào, các bình luận sẽ được phối lại chúng ta không cần nghe tiếng nói của bạn về mọi thứ và đây là để phản hồi lại video mà tôi đã thực hiện về sự nguy hiểm của việc tòa án tối cao colorado quyết định phát minh một cách lén lút việc loại bỏ thủ tục tố tụng hợp pháp nhằm hạn chế mọi người tiếp cận lá phiếu và nó mang đến một quan điểm rộng hơn về những gì xảy ra trong môi trường chính trị giáo phái hoặc trong bất kỳ hệ thống xã hội nào nơi một người liên tục bị tuyên truyền hoặc tin giả thông tin sai lệch hoặc bất kỳ quan niệm nào được sắp đặt và xây dựng theo cách tạo ra cảm xúc phản ứng ở người nó thực sự thay đổi bộ não của bạn có những nghiên cứu cho thấy rằng nếu bạn tiếp xúc với thông tin sai lệch hoặc tuyên truyền những thứ nhằm mục đích khiến bạn tức giận liên tục hết lần này đến lần khác thông qua nhiều phương tiện khác nhau nó thực sự bắt đầu ảnh hưởng đến sinh học thần kinh hóa học thần kinh của bạn và nó khiến bạn trở nên khó chịu dễ có phản ứng tiêu cực về mặt nội tạng hơn khi bạn tiếp xúc với những thứ mà bạn vốn dĩ ghét bỏ và ở hoa kỳ chính trị đã trở nên chia rẽ và bị vũ khí hóa đến mức mọi người bắt đầu đi đến điểm mà thực sự không thể khách quan hoặc cực kỳ khó để khách quan và không ai hoàn toàn miễn nhiễm với điều này. Không có ai cả, kể cả tôi. Và trong chủ đề về Trump, những người ghét ông ấy, ghét ông ấy rất nhiều, không có thực tế nào cho thấy bất cứ điều gì ông ấy chạm vào. Nói hay bất cứ điều gì xảy ra với ông ấy đều có thể được nhìn nhận theo hướng tích cực ngay cả khi bạn có những nguyên tắc sâu xa và bạn tin tưởng chắc chắn vào nền pháp quyền cũng như việc ứng dụng bình đẳng các tiêu chuẩn này bây giờ tuyên truyền được sử dụng trên tất cả các mặt đảng cộng hòa sử dụng nó một ví dụ điển hình là hillary clinton thực sự đối với nhiều người mỹ thuộc phe cánh hữu họ thực sự khó có thể nói điều gì tốt đẹp về hillary clinton trong bất kỳ bối cảnh nào về cơ bản họ coi cô ấy như ác quỷ và đó là do thiết kế đó là cách chính trị đã trở thành vũ khí thách thức đối với chúng ta là điều này không dừng lại ở các ứng cử viên tổng thống nó đang mở rộng vào tất cả các diễn ngôn công cộng nó tự mở rộng như một công cụ và chiến thuật được sử dụng nhiều lần và được khuyết đại bởi mạng xã hội để tác động đến từng cá nhân và các tổ chức học thuật các triết lý chính trị triết học xã hội các triết lý tôn giáo và nó khiến mọi người trở nên cực đoan hơn rất nhiều. Và thách thức là nếu điều này tiếp tục kéo dài, bạn không thể tồn tại trong một mô hình có chủ ý, nơi mọi người thương lượng và thỏa hiệp với nhau. Bởi vì nếu bạn tin rằng người ở phía bên kia là không phải con người, là ác quỷ và mọi điều họ làm đều sai thì mọi điều họ nói đều nhằm mục đích làm tổn thương bạn và mục đích duy nhất của họ là làm hại bạn như một con quái vật. Làm sao bạn có thể thương lượng và thỏa hiệp với người đó được? Làm thế nào bạn có thể chia đôi sự khác biệt và cho họ 40% những gì họ muốn? Tức là 40% hại con, 40% hại bạn, 40% lấy nhà hoặc lừa dối bạn. Người già không thỏa hiệp với cái xấu, và đó là thực trạng và nó lan tỏa khắp mọi thành phần của xã hội sẽ không có gì đáng tranh cãi khi nói rằng có thể chúng ta nên tuân theo tu chính án thứ năm và có quy trình thích hợp đối với mỗi người Mỹ, bất kể những người Mỹ đó có khó chịu đến mức nào. Ted Kaczynski gửi bom tới mọi người. Kẻ đánh bom thành phố Oklahoma đã giết chết rất nhiều người Mỹ trong một hành động tàn ác. Vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993, những kẻ giết người hàng loạt có những hành vi quái dị mà chúng thực hiện tuy nhiên chúng ta vẫn xử lý chúng theo đúng thủ tục như một quy định pháp luật tiêu chuẩn nhưng rõ ràng bây giờ chúng ta không phải làm điều đó đối với các đối thủ chính trị và rõ ràng không có gì sai khi các đối thủ chính trị bị bắt giữ tại sao bởi vì chúng ta được tuyên truyền quá nhiều đến nỗi chúng ta không thể nhìn thấu một số điều và phải là bất cứ điều gì xảy ra với kẻ thù độc ác đều là điều tốt bất kể hậu quả xã hội lâu dài của những hành động đó là gì bất kể điều này có thể tồi tệ đến mức nào đối với sự toàn vẹn của một quốc gia nói chung và chúng ta dường như không hiểu rằng khi bạn kích hoạt và trao quyền cho các công cụ và kỹ thuật phá vỡ các chuẩn mực xã hội thì bạn sẽ phải chịu đựng những thứ đó sẽ được sử dụng cho mình vào một thời điểm nào đó trong tương lai vì bây giờ điều đó đã ổn và không có quy tắc nào nói rằng nó chỉ được sử dụng một lần duy nhất cho một người này đó là mối nguy hiểm khi trao quyền cho bộ máy quan liêu với khả năng hủy hoại tự do và tôi lên tiếng về những điều này bởi vì tôi nghĩ chúng là những khoảnh khắc rất quan trọng hoặc có thể dạy được nhưng tôi hoàn toàn nhận thức và nhận thức đầy đủ rằng chúng ta đang tiến đến một điểm trong xã hội mà nếu bạn dường như đứng về phía ai đó trên nguyên tắc họ sẽ tự động có suy nghĩ rằng bây giờ bạn đang đứng về phía kẻ thù bạn đồng ý với mọi điều họ từng nói và làm và giờ đây bạn cũng là kẻ thù điều đó thật đáng buồn nhưng thật không may đó lại là tình cảnh của chúng ta và con người bị suy giảm nhận thức bạn không tức giận về những điều này nhưng bạn hiểu về khoa học thần kinh và sinh học thần kinh không phải người giận bạn vì lỗi đó vì não của họ bị tổn thương về thể chất do tiếp xúc nhiều lần với những tuyên truyền lặp đi lặp lại đó là một khuyết tật thực sự cũng giống như những chiếc điện thoại này chúng có một hậu quả sâu sắc khác về mặt thần kinh họ đang tái thiết kế bộ não của chúng ta và hách dopamin của chúng ta theo cách nó phá hủy khả năng chú ý của chúng ta một cách có hệ thống và phá hủy một cách có hệ thống khả năng học hỏi và lưu giữ thông tin của chúng ta đó thực sự là một điều phi thường những điều này được cho là sẽ mở ra một thời kỳ hoàng kim nơi chúng ta có một siêu máy tính trong túi có thể làm mọi thứ nhưng vì chúng ta trở nên nghiện kích thích nên khả năng thực hiện công việc sâu bị giảm đi rất nhiều cũng như khả năng hình thành và duy trì của chúng ta những thứ chúng ta đọc giảm đi đáng kể đó là lý do tại sao kết quả học tập từ năm này sang năm khác bắt đầu giảm dần từ ca đến lớp thứ nhất hai và trong phổ đào tạo đại học đồng thời tại sao mọi người bắt đầu tiếp thu thông tin từ những cuốn sách và podcast dài đến những cuốn sách ngắn hơn và các đoạn ngắn hơn. Thế hệ của tôi lớn lên cùng YouTube và trung bình mọi người xem 8 đến 10 video mỗi giờ. Thế hệ tiếp theo đã lớn lên với các video ngắn trên YouTube và TikTok và họ tiêu thụ 40 đến 60 mẫu thông tin trong một giờ. Nghĩ về điều này, điều đó có ý nghĩa gì đối với cách trình bày thông tin và khả năng hiểu được điều gì đó đòi hỏi sự chú ý lâu dài của bạn. Nó không có ở đó, nên văn hóa nghiện dopamine này có xu hướng cực đoan và phẫn nộ kết hợp với sự suy yếu do tuyên truyền làm mất đi khả năng phân tích phê phán mọi thứ của chúng ta đã tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho sự cực đoan hóa con người. Bây giờ, nó sẽ không thay đổi hành vi của tôi cái gì đúng là đúng và khi tôi nhìn thấy những điều mà tôi cho là gây tổn hại nghiêm trọng hoặc có hại cho xã hội tôi sẽ làm một video và bàn về nó tôi ủng hộ một cá nhân cụ thể không phải vì tôi hiểu hậu quả của việc làm tổn hại đến tính toàn vẹn của các thể chế và hệ thống suy si cho cùng tôi không phải là một nhà chính trị đặc biệt tôi không thức dậy và nói chúa ơi trời ơi mọi người phải thắng tôi đã từng ăn tối với các thượng nghị sĩ đảng dân chủ nhận được một lá thư từ một trong số họ ở đây và các nghị sĩ luôn thảo luận với họ rất nhiều lần những người từ văn phòng thống đốc polis chúng ta đã thảo luận với họ đây không phải là vấn đề trái hay phải nó chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ khi hiện tại, lãnh đạo của Đảng Dân chủ dường như say mê Elizabeth Warren và bộ tài chính đã trao quyền cho các cá nhân cố gắng tiêu diệt ngành công nghiệp crypto. Thật khó để không mang tính chính trị khi một đảng chính trị đang cố gắng thông qua các dự luật khiến Bitcoin, Ethereum và những thứ khác trở thành bất hợp pháp do vượt quá định nghĩa của nhà môi giới thật khó để không mang tính chính trị khi một đảng chính trị đã cho phép cơ quan quản lý nói từng điều một nhưng bitcoin và ethereum là chứng khoán sự thật và hoàn cảnh không đặc biệt quan trọng và nếu họ không thể thắng trong các vụ kiện chống lại các lớp thì bây giờ họ sẽ kiện các sàn giao dc và sau đó truy đuổi đề phi và có thể tiếp theo họ sẽ theo đuổi các ví không giữ tài sản. Thật khó để không mang tính chính trị khi chiến DC chốc. 2.0 đang được tiến hành và một cách có hệ thống, mọi người đang không sử dụng DC vụ ngân hàng. Ngay cả các ngân hàng đặc quyền của tiểu bang như ngân hàng Cây Lần Long ở Wyoming, Speedy Bank cũng không thể có tài khoản chính với Cục Dự trữ Liên bang và phải kiện tụng với họ khi họ có nghĩa vụ theo hiến pháp. Và liên bang là cung cấp tài khoản cho một ngân hàng trạng thái hợp pháp. Đây không phải là tình huống chúng ta không đồng tình với quan điểm chính trị và chính sách của người khác. Đây là tình huống ai đó đã vũ khí hóa chính phủ liên bang để tấn công toàn bộ ngành công nghiệp và lựa chọn duy nhất là cố gắng tìm ra cách hoạt động trong khuôn khổ đó và nếu đảng đối lập ủng hộ việc hủy bỏ những chính sách tai hại này thì tất nhiên là ủng hộ chúng nhưng đó là điều không cần thiết nó không nằm ngoài mong muốn nhưng người ta cố gắng giữ thái độ trung lập trong những điều này bởi vì không có lý do gì để lao vào vũng lầy của những điều này mặt khác khi tôi thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ bạn phải lên tiếng về điều đó tôi quan tâm sâu sắc đến thế hệ z tôi quan tâm sâu sắc đến xã hội nói chung khi tôi lớn lên một bộ phim tôi đã xem một bộ phim giáng sinh giáng sinh sắp đến ở đây trong vài ngày nữa đó là ở nhà một mình và có một cảnh mua sắm khi anh ấy đi mua một số thứ ở cửa hàng tạp hóa Tôi nghĩ chi phí của những hàng tạp hóa đó là khoảng 19 đô la và một số tiền lẻ. Nếu hôm nay bạn mua những thứ tương tự trong giỏ, King Super, nó sẽ có giá hơn 70 đô la. Đó thực sự không phải là một bộ phim cách đây quá lâu. Đây không phải là bài hát mừng Giáng sinh hay thứ gì tương tự. Đây không phải là bộ phim của John Way từ những năm 60. Đây là thứ mà tôi đã lớn lên cùng. Tôi không già đến thế đâu. Và nếu giá của một thứ gì đó quá cơ bản ngày nay cao hơn rất nhiều, Điều đó cho bạn thấy tiền của chúng ta bị thiệt hại nặng nề như thế nào. Và ý nghĩa sâu xa của điều đó là ngày càng khó khăn hơn cho người dân để tồn tại. Mua nhà, mua ô tô, để có thể phát triển trong xã hội, để có thể cải thiện bản thân, để có thể bắt đầu kinh doanh. Và cuối cùng là sống với giấc mơ Mỹ. Đó không là một hiện tượng của Mỹ. Điều này cũng tương tự ở châu Âu và hầu hết phần còn lại của thế giới. Đó là lý do tại sao mọi thứ bắt đầu trở nên ngày càng hỗn loạn hơn. Chúng ta đang tiến gần hơn đến sự sụp đổ tiền tệ toàn cầu, có hơn 30 nghìn tỷ đô la nợ quốc gia. Khi tôi bắt đầu học đại học, chúng ta đang nợ quốc gia 4,5 nghìn tỷ đô la. Đó thực sự là một điều phi thường khi thấy chúng ta đã đi được bao xa trong một khoảng thời gian ngắn như vậy và thay vì chúng ta thảo luận một cuộc thảo luận quốc gia về cách chúng ta thoát khỏi tình trạng này giờ đây nó là một trò chơi chia rẽ và chính trị hủy hoại cá nhân và hận thù và ngành duy nhất có vẻ quan tâm đến điều này là ngành của chúng ta thực ra chúng ta đang cố gắng giải quyết vấn đề chúng ta đã cầu xin tiền bạc trong nhiều thập kỷ trong nhiều thập kỷ chúng ta đã cầu xin để có được các tổ chức minh bạch và có độ tin cậy cao chịu trách nhiệm về danh tính tài sản riêng dữ liệu của chúng ta và có thể kiểm tra và xác minh rằng những điều chúng ta được thông báo là đúng sự thật cơ chế đồng thuận danh tính và tài sản chỉ đơn giản vậy thôi và thay vì điều đó xảy ra hàng năm nó lại trở nên tồi tệ hơn vì thế chúng ta nói rằng chúng ta sẽ không có một cuộc cách mạng chúng ta sẽ không có một cuộc nội chiến chúng ta sẽ không có một cuộc nổi dậy chúng ta sẽ tự tạo ra tiền của mình chúng ta sẽ tạo ra hệ thống bỏ phiếu của riêng mình chúng ta sẽ tạo ra hệ thống quyền sở hữu của riêng mình sổ đăng ký sự thật của riêng mình bởi vì chúng ta không còn có thể dựa vào hoặc tin tưởng vào những hệ thống mà chính phủ trao cho chúng ta vì chúng đang bắt đầu tan rã và sau đó, kia khi chúng ta bắt đầu thành công, mặc dù thực tế là đã 14 năm nay, đã có sự tấn công tàn bạo của giới truyền thông, tầng lớp trí thức như Paul Krugman và những người khác, tôi nghĩ Bitcoin đã được tuyên bố là đã chết hơn 100 lần. Ngay khi chúng ta bắt đầu thành công, đột nhiên Elizabeth và chính phủ quyết định hợp tác và tấn công crypto bằng những tuyên bố ngu sơ rằng bằng cách nào đó điều này đang mang lại lợi ích cho Hamas. Bằng cách nào đó điều này đang giúp đỡ những kẻ khủng bố. Tôi không nghĩ những người sống trong đường hầm ở vùng chiến sự lại lo lắng đến thế về việc khai thác Bitcoin. Tôi nghĩ hiện tại họ có những mối quan tâm hơi khác nhau. Và tôi không nghĩ local Bitcoin đang phục vụ Gaza vào lúc này tôi thực sự không tuy nhiên lời bào chữa đó đang được sử dụng để biện minh cho một trong những hành động thái quá lớn nhất của chính phủ trong đời chúng ta nhằm phá hủy các công cụ của tự do đó chính là nơi chúng ta đang ở và đừng nhầm lẫn điều đó sẽ xảy ra nếu không phải với chính quyền này thì cũng là một chính quyền trong tương lai nếu chúng ta không luôn nhận thức không khôn ngoan về mặt chính trị và không đấu tranh cho quyền lợi của mình mỗi ngày chúng ta phải tiếp tục viết mã tiếp tục tuyển dụng người tiếp tục phát triển hệ sinh thái bởi vì nếu chúng ta không làm điều đó nếu chúng ta để điều này chậm lại chúng ta sẽ thấy mình đang ở phía bên kia của sự sụp đổ tiền tệ và chủ nghĩa toàn trị ở mọi nơi mà bạn có thể nhìn thấy đó là một sự đảm bảo một trăm phần trăm mang nó về và việc khuất phục trước sự tuyên truyền chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng ta và sẽ chẳng có ích gì nếu để các công cụ xung quanh làm chúng ta mất tập trung đến mức không thể thực sự hiểu được điều gì quan trọng Donald Trump là một người đàn ông. Joe Biden là một người đàn ông. Cả hai đều rất già và trong một thời gian rất ngắn họ sẽ chết vì tuổi già nếu không phải là bệnh mãn tính hoặc chứng mất trí nhớ đó là những gì sẽ xảy ra chúng ta đã chứng kiến điều đó xảy ra với ronald Reagan chúng ta đã chứng kiến điều đó xảy ra với gerald ford nó sẽ xảy ra đó là cuộc sống hoạt động con người là vậy đó nếu tổng thể niềm tin chính trị của chúng ta là một bên tốt và một bên xấu và không có gì khác quan trọng và trong một nước cộng hòa lập hiến chúng ta không có nghĩa vụ phải được cung cấp thông tin cũng như đấu tranh bảo tồn và bảo vệ các quyền tự do cơ bản do chúa ban cho mình thì chúng ta xứng đáng nhận được mọi thứ điều đó đến với chúng ta xã hội này chỉ tồn tại khi miễn là mọi người bảo vệ nó và điều số một bạn có thể làm lúc này không liên quan gì đến việc bạn ủng hộ chính trị cho một đảng chính trị cho dù đó là đảng cộng hòa hay đảng dân chủ đó là đầu tư xây dựng và phát triển các công cụ của liberty đó là điều số một bạn có thể làm và bộ công cụ số một của liberty là công nghệ blockchain khi bạn nghĩ về nó vì đây là điều cơ bản nhất đây là những công cụ bỏ phiếu danh tính của bạn tất cả dữ liệu và tài sản của bạn và cuối cùng là định nghĩa chân lý khách quan trong thực tế không thành vấn đề nếu đó là bitcoin ethereum hay các rõ ràng là chúng ta có sự khác biệt cá nhân và sự khác biệt về công nghệ trong ngành nhưng nếu đó là một blockchain thực sự thì cuối cùng nó sẽ là một nền tảng đáng tin cậy nó là một sổ cái không thể thay đổi được đóng dấu thời gian và có thể kiểm toán được và nó có thể được dùng để bảo quản bảo vệ tài sản của bạn nếu sử dụng hợp lý đó là một việc cơ bản đó là sự thật cơ bản và đúng đắn tính cởi mở của các hệ thống này khả năng bạn sử dụng chúng mà không cần sự cho phép không tuân thủ không cần bên thứ ba đến và cho bạn biết bạn được phép làm gì với nó chính là mức độ tự do mà bạn có và mỗi khi ai đó bước lấy đi một chút thứ đó từ bạn họ cũng có thể lấy đi một phần cơ thể của bạn có thể đó là ngón út của bạn ngày hôm nay. Có thể ngón trỏ của bạn sau này. Có thể đó là ngón tay cái của bạn. Có thể đó là mắt trái hoặc mắt phải của bạn. Có thể đó là một trong đôi tai của bạn. Đó là những gì họ đang làm. Họ đang sức mẻ cơ thể của Liberty. Đây là một thời điểm rất quan trọng trong lịch sử loài người. Nó thực sự là như vậy. Mark Tech Mark gọi đó là cả cuộc đời 3.0. Chúng ta đang bắt đầu phát minh ra các công cụ Công nghệ và kỹ thuật ở quy mô đến mức những điều không thể tưởng tượng được 20 năm trước sẽ trở thành hiện thực trong vòng 10 năm tới. Một trong những công ty mà tôi làm việc cùng đang thực sự hồi sinh loài voi ma mút lông xù. Nó sẽ không dừng lại ở đó. Các công ty khác đang tìm cách kéo dài tuổi thọ của con người. Các công ty khác đang tạo ra trí tuệ nhân tạo không chỉ phù hợp với khả năng nhận thức của con người mà còn vượt qua chúng ở cấp độ siêu phàm và giúp chúng có thể mở rộng quy mô ở mọi nơi. Tesla có thể sẽ chế tạo những robot có thể tái tạo sức lao động của con người trong vòng 5 đến 10 năm nữa với tốc độ tiến bộ hiện tại với robot Tesla. Nó là một tập hợp nhỏ của những điều và những thứ tương tự là trung lập. Họ không tốt cũng không xấu. Nếu chúng ta cho phép một số ít người không quan tâm đến lợi ích tốt nhất của xã hội có được những thứ tương tự, Họ sẽ sử dụng chúng để bảo tồn, bảo vệ và trao quyền cho chính mình. Họ sẽ làm điều này bằng cách chia rẽ chúng ta, khiến chúng ta ghét nhau và đánh nhau trong khi họ cố thủ. Khi chúng ta thức dậy thì đã quá muộn. Cách duy nhất để ngăn điều đó xảy ra là trở thành ngân hàng của riêng chúng ta, có bản sắc tự chủ, sở hữu tiền của chính mình sử dụng phương tiện sản xuất cách thức hoạt động của tất cả các tổ chức chính phủ này từ hệ thống bỏ phiếu đến cách các hệ thống quản trị hoạt động đến những gì kiểm toán các tổ chức và đưa càng nhiều càng tốt vào các hệ thống phi tập trung nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ và được điều hành bởi và vì người dân đó là cách duy nhất chúng ta có thể ngăn chặn điều đó bởi vì với những hệ thống đó chúng ta có thể cùng nhau quyết định cách sử dụng công nghệ theo cấp số nhân tốt nhất để mang lại lợi ích cho nhân loại mặt khác theo mặc định những thứ đó sẽ thuộc về cùng một nhóm người hoàn toàn đồng ý với tất cả các cuộc chiến này với sự sụp đổ tiền tệ với việc bạn hoàn toàn không có tự do với việc cbdc được ghép nối với tín dụng xã hội và sau đó quyết định xem bạn sẽ làm gì được phép mua khi nào bạn được phép mua bạn được phép mua bao nhiêu bạn nên kiếm được bao nhiêu bạn được phép bắt đầu kinh doanh gì bạn được phép làm gì để tìm hiểu đâu là sự thật và đâu là sự thật đây không còn là những câu hỏi học thuật nữa tất cả chúng ta đều vừa trải qua covid và các quyền tự do cá nhân của chúng ta bị hạn chế hoàn toàn một số bạn đã phải ở trong nhà của bạn một số bạn không cần phải được cho phép vào nhà hàng mà không xuất trình giấy tờ, tài liệu. Bạn không thể tự do đi lại. Một số bạn bị mất việc vì không đồng ý với nhiệm vụ về mặt triết học. Cả thế giới đã thấy điều đó có thể xảy ra nhanh như thế nào. Đó là chuyện nhỏ. Một đại DC có tỷ lệ tử vong thấp, xét trên mọi khía cạnh. Hãy tưởng tượng mức độ lan rộng của hành vi xâm phạm quyền lực như vậy của chính phủ. Nếu tốc cần của chúng ta sụp đổ hoặc một cuộc xung đột toàn cầu lớn nổ ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, điều này có thể xảy ra trước cuối thập kỷ này, hoặc một mối đe dọa hiện hữu xảy ra như một AGI lừa đảo. Đây không phải là những điều mang tính hàn lâm và với tư cách là một xã hội chúng ta phải nghỉ ngơi tạm dừng tránh xa việc tuyên truyền và nhận ra rằng mỗi người chúng ta đều bị phương tiện truyền thông đại chúng làm tổn hại theo cách hoạt động của internet nhân tiện cách thức hoạt động của điện thoại di động và nó làm suy giảm khả năng suy nghĩ chín chắn khả năng chú ý và chú ý của chúng ta đến những điều thích hợp những điều sẽ ảnh hưởng đến ý nghĩa của việc trở thành một con người và những quyền mà bạn có với tư cách là một con người by the way cell phones work. And it's impairing our ability to critically think, pay attention, and pay attention to the appropriate things. The things that are going to Ngành công nghiệp này, what này what là một trong số ít trên thế, thế giới dường it, như đang đánh thức right hàng triệu người về thực tế, tế này và sự tiến bộ mà chúng ta đạt được, dù tốt hơn hay tồi tệ hơn, là ánh sáng dẫn đường giúp chúng ta thoát khỏi điều này. Đó là lý do tại sao tôi vẫn ở đây. Đó là lý do tại sao tôi không đến trang trại bò rừng của mình ở Wyoming đã tạm dừng. Tin tôi đi, Việc thức dậy mỗi ngày và bị chỉ trích một cách tàn nhẫn thực sự không phải là một điều thú vị, sách được viết, mọi người tấn công bạn, những người chưa bao giờ gặp bạn và không biết gì về bạn. Bạn không cần sự căng thẳng đó. Cái gì tôi đi kiếm thêm tiền à? Điều đó có thực sự thay đổi lối sống hoặc hoàn cảnh của tôi không? Tôi có phải Scrooge McDuck đang bơi qua đống vàng không? Đó có thực sự là mục đích của tất cả chuyện này không? Tôi ở đây vì không có nơi nào trong cuộc đời tôi có thể có ý nghĩa hơn ở đây lúc này tôi ở đây vì công nghệ mà chúng ta đang xây dựng là lần duy nhất trong đời tôi đời bạn hay nói thẳng ra là đời bất kỳ con người nào mà chúng ta có thể giải phóng mọi người và xây dựng lại xã hội theo cách đúng đắn và tôi không thể làm điều đó một mình chỉ một người một người rất thiếu sót tôi cần tất cả các bạn đến và mang theo những quan điểm quan điểm riêng thời gian và công sức của mình để giúp đỡ chúng ta Mỗi người làm việc cùng nhau đều có một đàn lớn. Đó là sinh vật thông minh nhất thế giới từng thấy. Hôm nay tôi đã tham dự một ủy ban dân sự tại Intersect và thật tuyệt vời khi thấy những phản hồi và đóng góp của mọi người. Bạn có thể thấy thiện trí ở đó. Có rất nhiều người thực sự tốt trong hệ sinh thái các Dano, và bạn biết không, có rất nhiều người tốt trong hệ sinh thái Ethereum và hệ sinh thái Polkadot, hệ sinh thái Algorand, hệ sinh thái Bitcoin, rất nhiều người tốt và đã đến lúc chúng ta ngừng tập trung vào sự khác biệt và bắt đầu tập trung vào những thứ đoàn kết chúng ta và mang lại cho chúng ta một nhân loại chung ý tưởng của họ là ý tưởng của chúng ta và tất cả chúng ta đều cùng nhau thực hiện điều này và cuối cùng chúng ta thực sự là như vậy vì vậy hãy lên tiếng phản đối những điều mà bạn cho là sai trái nói lớn đứng lên và không ai phải ngại thể hiện bản thân trong giây lát nếu không thì chúng ta không sống trong một xã hội tốt đẹp. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Tôi chúc tất cả các bạn một Giáng sinh vui vẻ và một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Và trong trường hợp tôi không thấy bạn ở bên đó, chúc mừng năm mới. Hẹn sớm gặp lại. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.